Xin chào các bác ạ, hôm nay em đang thử tải một chiếc xe lăn Komatsu FD33-4. Chiếc này thì 3,3 tấn. Đấy. Đời lùi đồng cuối đá, các bác mà làm gỗ hay làm vật liệu lặng mà lăn sắt xi thì rất là ok này. 3,3 tấn mà lăn 3 tấn 8 nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy, gan tê lên nhẹ nhàng luôn. Đấy, xe này 33 này, FD33 này. Đấy, sơn zin cả xe. 3,3 tấn Komatsu đời 4, siêu bền. Rất khỏe luôn, giá lại hơn trăm này, nhô trăm rồi. Đây, tự trọng của chiếc này là vào 3 tấn 8 20 kg. Các bạn có thể quan sát đây. Chiếc này thì là 2 tấn rưỡi Mitsubishi, em đang cẩu hàng để về làm. Đấy, thấy nó khỏe quá là quay video giới thiệu cho các bác. Chiếc này thì đang 4 lốp hơi. Đấy, sơn zin cả xe này. Đấy, có đèn chớp này. Đấy, lưng hạ này nhá. Các bác để ý nhá, em lên gan ti rất nhẹ nhàng luôn. Rồi. Lên gan ti này. Đấy, quá tải khoảng nửa tấn nên là em không dám lên cao. Đây, quay đây cho các bác xem em. Nhấc bổng lên luôn, di chuyển nhẹ nhàng. Đấy, em cậu hàng mới làm. Đấy, thì tiện đây quay video giới thiệu cho các bác. Chiếc này thì rất là khỏe luôn. Pin báo dầu này. Báo nhiệt này. Đấy. Máy rất là đẹp luôn, máy zin toàn bộ luôn. Đấy, máy vàng cực kỳ đẹp luôn, chưa bằng trong một tí sơn nào luôn. Đấy, bơm này, bơm nguyên zin theo xe này. Bơm này củ phát này. Đấy, nguyên zin từ con ốc nhá. Giá thì rất là rẻ. Chỉ loanh quanh khoảng 170 triệu là có ngay em Komatsu 3,3 tấn này rồi. Loanh quanh khoảng 170. Xe rất đẹp và khỏe luôn. Rất ngon. Đấy, các bác nào mà làm gỗ thì có thể tham khảo nhá. Xe đẹp giá rẻ. Đấy, ngoài chiếc này ra thì em sẵn khoảng gần 100 xe trên bãi. Đấy, đợt này là đầu năm các bác mua rất là nhiều luôn. Hôm qua là bán 3 xe rồi. Bắt đầu hôm nay là có khoảng 4-5-3 khách nữa qua xem. 4-5 đoàn khách nữa qua xem. Rồi, dặn rất nhiều xe. Tầm tiền hơn 100 này. Đấy, khoảng 170-180 này. Còn con Nissan thì giá luôn này. Xe đẹp luôn. Đấy, dòng này thì hơn 200. Sẵn rất nhiều. Các bác quan tâm thì xin mời liên hệ trực tiếp ạ. Chào các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em ạ.